Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mới đây, cầu Phú Mỹ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đặc biệt nghiêm trọng khi 8 phương tiện gồm một xe tải, hai xe container và 5 xe ô tô bị hư hỏng nặng. Trong đó hai xe ô tô và một xe tải đã bị cháy rụi. Dù tình huống rất nguy hiểm nhưng may mắn là không có thương vong xảy ra. Khi vụ tai nạn xảy ra, người dân nhanh chóng hỗ trợ dập lửa và giải cứu các nạn nhân. Một đoạn video xúc động đã ghi lại cảnh các anh hùng cứu một tài xế trong chiếc xe Volvo XC90 bị kẹp giữa xe tải đông lạnh và một phương tiện khác ngay trước khi ngọn lửa bùng lên. Những hành động này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, tôn lên lòng dũng cảm và sự nhanh nhạy của những người tham gia cứu hộ. Ba trong số những người hùng được xác minh là anh Vũ Thanh Tùng, anh Phan Văn Tài và anh Trương Văn Thành. Anh Vũ Thanh Tùng là một nhân viên kỹ thuật của một công ty vệ sinh và bếp. Khi đi giao hàng qua cầu Phú Mỹ, đã nghe thấy tiếng nổ lớn do tai nạn. Anh không chậm chế dừng xe ngay lập tức, vượt qua giải phân cách và cùng những người dân khác lao vào cứu những người bị mắc kẹt. Anh Tùng chia sẻ, sau khi cứu được những người mắc kẹt xong, tôi thấy một anh tài xế trong chiếc xe Volvo màu đen cũng đang mắc kẹt sát xe tải đang bốc cháy. Anh tài xế xe này do vướng phải dây an toàn và túi khí nên không thể tự thoát ra được. Do đó, tôi và những người dân khác tìm cách cứu nạn nhân ra. Rất may là cứu kịp thời trước khi ngọn lửa của chiếc xe tải bùng lớn lên. Cùng lao vào thảm cảnh tai nạn kinh hoàng để cứu người là anh Phan Văn Tài và anh Trương Văn Thành hai người là đồng nghiệp cùng làm việc tại một công ty tôn khi thấy một chiếc xe tải lao đi với tốc độ nhanh và tông hàng loạt xe khác hai anh cũng không ngần ngại dừng xe và chạy ngay đến hiện trường vụ tai nạn anh tài chia sẻ khi chứng kiến cảnh tượng trên tôi liền tấp xe vào lề tôi cùng thành lao xuống cứu người ngay cứ tưởng là những người bị tai nạn đều không qua khỏi nhưng khi chạy đến thì phát hiện những người trong xe còn sống tôi và thành liền giải cứu Tôi nhớ nghe tiếng kêu cứu từ một chiếc xe đã bị bể nát. Khi chạy lại thì có một anh mặc áo công trình đang cứu tài xế, nhưng bất thành do vướng túi khí. Sau đó tôi liền nhảy lên xe phụ anh công trình để tìm cách giải cứu anh tài xế. Rất may Thành mượn được chiếc kéo của người dân gần đó. Chúng tôi lấy kéo cắt dây an toàn và đâm thủng túi khí để cứu anh tài xế. Cũng rất may là sau khi cứu người xong là ngọn lửa bùng lên dữ dội. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là phải cứu thật nhanh, mạng sống chỉ tính bằng dây. Anh Trương Văn Thành chia sẻ thêm, lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ đến việc cứu người nên cũng không quan tâm là có nguy hiểm hay không. Cũng trong lúc anh Tài và anh Công Trình giải cứu xe Volvo thì tôi cùng một anh tài xế xe ôm công nghệ tìm mọi cách để dập lửa, để ngọn lửa không bùng lớn lên. Những hành động anh dũng và kịp thời của ba người hùng đã nhận được sự cảm ơn và khen ngợi từ cộng đồng mạng. Đồng thời, những người hùng cũng chia sẻ thêm rằng rất biết ơn vì những nỗ lực cứu người của mình đã được trân trọng và công nhận. Vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 9 tháng 8 tại thôn Đồng Quan, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, một nhà kho chứa lương thực bất ngờ đổ sập gây ra hậu quả nghiêm trọng. Theo thông tin từ lãnh đạo huyện Hoa Lư, sự việc xảy ra khi các công nhân đang làm việc thì mái và tường của nhà kho bất ngờ đổ sập. Người dân địa phương nghe thấy tiếng động mạnh đã ngay lập tức chạy đến hiện trường để cứu các nạn nhân và thông báo cho lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ đã điều động xe cứu hỏa, máy xúc và xe cứu thương đến hiện trường ngay lập tức khi xảy ra sự cố trong nhà kho đang có 6 người sửa chữa ở tường bao nhưng ba người kịp chạy thoát còn ba người bị tường đổ vùi lấp Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 3 người ra khỏi đống đổ nát và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Dù đã nỗ lực cứu chữa nhưng hai công nhân đã tử vong tại bệnh viện và một người bị thương nặng. Hai người tử vong được xác định là bà NTN, sinh năm 1962, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư và ông NVC, sinh năm 1975, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Còn ông CVT, sinh năm 1961, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, hiện đang được các y bác sĩ cấp cứu tích cực tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình. Nguyên nhân của vụ sập nhà kho đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Đại diện Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư cho biết, công tác cứu hộ và điều tra vẫn đang tiếp tục được thực hiện để xác định rõ nguyên nhân vụ việc và hỗ trợ các nạn nhân. Mới đây, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai thông báo về một trường hợp tử vong do bệnh dại tại huyện Đắc Đoa. Nạn nhân là anh Dêm, sinh năm 1973, xã Ia Bang. Vào đầu tháng 7 năm 2024, anh bị chó của gia đình cắn nhưng không đến trạm y tế xã để xử lý vết thương và tiêm vaccine phòng dại. Con chó sau khi cắn anh Dêm đã bị gia đình giết và làm thịt để ăn. Ngày 7 tháng 8, anh James bắt đầu xuất hiện triệu chứng sốt cao, sợ nước, sợ gió và tinh thần hoảng loạn. Anh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai trong tình trạng mệt mỏi đau họng và không nuốt được. Các bác sĩ tư vấn về tình trạng bệnh dại nhưng người nhà xin đưa anh về nhà để tiện chăm sóc. Đến nửa đêm ngày mùng 8 tháng 8, anh được đưa đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai với tình trạng kích thích vật vã sợ ánh sáng và khó uống nước. Bệnh nhân sau đó được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai và tiếp tục được điều trị nhưng không qua khỏi và đã tử vong vào sáng cùng ngày. Qua điều tra xác minh, ngành chức năng xác định có tổng số 11 người phơi nhiễm, trong đó hai người nguy cơ cao do trực tiếp làm thịt chó, chính người tiếp xúc với trường hợp tử vong do bệnh dại. Hiện tại, các trường hợp phơi nhiễm tình trạng sức khỏe ổn định, chưa có biểu hiện của bệnh dại. Nhân viên y tế đã tư vấn những trường hợp phơi nhiễm đi tiêm vaccine phòng dại. Tính từ đầu năm đến nay, đây là trường hợp tử vong thứ năm do bệnh dại tại tỉnh Gia Lai. Sáng ngày 9 tháng 8, tại công viên Tao Đàn, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, một nhánh cây lớn đã gãy rơi xuống, đè trúng nhóm người đang tập thể dục, gây ra tai nạn nghiêm trọng. Theo thông tin từ Công an quận 1 và các đơn vị liên quan, vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng, không có mưa hoặc gió mạnh vào thời điểm đó. Tai nạn đã làm hai người tử vong tại chỗ và ba người bị thương. Các nạn nhân tử vong được xác định là bà NTZL, 70 tuổi, và ông TCT, 62 tuổi. Những người bị thương bao gồm bà LNS, 62 tuổi, và bà QKX, 69 tuổi được chuyển đến các bệnh viện để cấp cứu. Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cho biết, bệnh viện tiếp nhận một ca là người lớn tuổi bị chấn thương phần mềm ở lưng do Bệnh viện quận 1 chuyển đến. Kết quả chẩn đoán hình ảnh chưa thấy tổn thương bên trong. Trong khi đó, đội cấp cứu, ngoại viện, bệnh viện Đa khoa Sài Gòn sơ cứu tại hiện trường và chuyển một ca sang Bệnh viện Nhân dân 115 theo dõi chấn thương đầu. Ca còn lại chẩn đoán ban đầu bị chấn thương vai trái, trung tâm cấp cứu 115 sơ cứu và chuyển vào Bệnh viện Nhân dân năm. Thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, bệnh viện tiếp nhận nữ bệnh nhân LNS, 62 tuổi, bị cây đè nhập viện trong tình trạng tỉnh có vết thương lún sọ. Chẩn đoán bệnh nhân bị chấn thương sọ não, máu tụ ngoài màng cứng. Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển mổ cấp cứu. Nữ bệnh nhân QKX, 69 tuổi, nhập viện Bệnh viện Nhân dân 115 trong tình trạng tỉnh T yếu tứ chi, sức cơ 4 trên 5. Bệnh nhân được chẩn đoán gãy chật đốt sống cổ C1, và nhập khoa ngoại thần kinh theo dõi. Là người chứng kiến khi xảy ra sự việc, bà Đỗ Thị Thu, 61 tuổi, cho biết đã nghe thấy tiếng rầm lớn và chạy ra thấy tai nạn khi thời tiết hoàn toàn bình thường. Bà Đào Huyền, 50 tuổi, người thường xuyên tập thể dục tại công viên, cũng cho hay nếu bà có mặt sớm hơn, có thể đã là người đứng dưới cây và gặp nguy hiểm. Cả hai đều cảm thấy việc cây gãy là không ngờ tới vì nhánh cây còn tươi. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh Đơn vị quản lý công viên cho biết cây bị gãy thuộc họ dầu, theo họ, nhánh cây gãy được kiểm tra trước đó và không phát hiện vấn đề nghiêm trọng. Đơn vị này đang chờ kết quả điều tra để có phương án khắc phục. Hiện công an phường Bến Thành đang bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng đội điều tra tổng hợp công an quận 1 ghi nhận lời khai những người có mặt xung quanh, trích xuất dữ liệu camera và tiếp tục xác minh thông tin các nạn nhân. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân quận 1 đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 10 triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân tử vong và 5 triệu đồng cho những người bị thương. Quận ủy và các cơ quan chức năng cũng đang khẩn trương giả soát tình trạng cây xanh trong công viên và lên kế hoạch kiểm tra toàn diện để ngăn ngừa các sự cố tương tự. Sáng ngày 9 tháng 8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin về vụ chim tàu cá xảy ra trên biển, với tất cả 11 thuyền viên được cứu hộ an toàn, Vụ việc xảy ra vào khoảng 4 giờ 15 phút sáng, tàu cá mang số hiệu TTH 92189TS do ông Đỗ Thanh Thuấn, 47 tuổi, trú tại xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, làm thuyền trưởng, bị chìm khi đang trên đường vào bờ. Vị trí xảy ra sự cố là cách phao số 0 cửa biển Thuận An khoảng 500 m về phía đông. Nguyên nhân vụ chìm tàu được xác định là do va chạm với tàu hàng Khánh Minh 19 đang neo đậu cố định và chở hàng cho thạch cao. Ngay sau khi nhận được thông tin từ trạm kiểm soát Thuận An thuộc đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Thuận An, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhanh chóng chỉ đạo đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Thuận An và Hải đội Biên phòng 2 triển khai cứu hộ. Tàu ST-112-BP-31-1201 với 8 cán bộ và chiến sĩ đã được điều động đến hiện trường để thực hiện công tác cứu nạn. Đến 4 giờ 50 phút cùng ngày, toàn bộ 11 thuyền viên của tàu cá TTH92189TS đã được đưa an toàn lên tàu hàng Khánh Minh 19. Các thuyền viên sau đó đã được chăm sóc y tế và kiểm tra sức khỏe, hiện tình trạng sức khỏe của họ đều ổn định. Hiện tại, chủ tàu cá TTH92189TS đang phối hợp với các lực lượng chức năng để tiến hành trục vớt tàu cá bị chìm và xác định nguyên nhân chính xác của sự cố lực lượng bộ đội biên phòng tiếp tục theo dõi tình hình và hỗ trợ các bước tiếp theo trong quá trình xử lý sự cố